Xin chào mọi người, trở lại với Permanent Formula. Tôi tên là Huey và hôm nay tôi xin được chia sẻ với mọi người về một hương vị cà phê nổi tiếng và được gọi là ưa chuộng. Phải nói là nó rất là phổ biến ở Việt Nam, đó là cà phê Vina, cà phê gọi là quốc dân. Ai cũng uống cà phê này thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi về cái loại cà phê này đó là cũng 20 năm trước. Lần đầu tiên khi mà thử cái hương vị này là nó cho một cái cảm giác rất là nặng, rất là nồng và rất là đắng, và nó khét nữa, cái mùi rất là khét. Còn bây giờ thì có vẻ như là càng có tuổi rồi thì cái vị giác với lại cái gu thưởng thức của mình nó khác đi, nó không giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì uống cà phê Nes quen rồi, và lúc bây giờ thì nếu mà nói chuyện qua cà phê Vina này á thì nó lại là một cái gì đó rất là khó, tại vì mình uống quen với cà phê Nes rồi là mình qua cái này nó rất là khét, nó rất là khó chịu. Cái cà phê Nes thì nó sao ta, cái cà phê Nes nó dễ uống hơn, và nó không có gọi là nồng, nó thơm. Còn cái này nó khét, nó không có thơm và nó khét. Cà phê Vina cà phê chứ. Được tung ra thị trường từ năm 1968 đến bây giờ, thời gian rất là lâu, và chắc là cũng có cái dạng cà phê xay mà rang xay mà pha phin, mà không có thấy phổ biến bằng cái cà phê này. Cái cà phê này là gọi là đi đâu cũng thấy. Cà phê hạt cà phê rang xay của Vina cà phê thì chắc phải tới cái công ty để mua, hoặc là một số đại lý nào đó được phân phối. Và do là cái gu thưởng thức của mỗi người nó khác nhau, cho nên là nhiều người vẫn không có thích cái uống cái loại cà phê này, tại vì nó khét. Người ta chuộng là G7 của Trung Nguyên, hoặc là người ta chuộng mấy cái nào mà nó nhẹ hơn. G7 của Trung Nguyên nó cũng nồng lắm, nhưng mà nó không có khét bằng cái này. Cái này nó cái mùi nó khét. Theo cái ký ức hồi xưa thì như vậy, nó rất là khét. Uống Nescafe quen rồi, mà chuyển qua cái này là thôi chịu. Và không còn chần chờ gì nữa, chúng ta phải thử thôi. Đây là cái một bao này là khoảng 20 gói, mỗi gói 20 gram cà phê hòa tan 301 của Vina cà phê instant coffee. Cà phê hòa tan 301 của Vina cà phê có một sổ chữ tàu ở đây, chả biết nó ghi gì. Chắc là chủ của cà phê này là người Việt gốc Hoa.
và thì Vina cà phê nè, rồi G7 đó, Nes là rất là chuộng ở Việt Nam. Ngoài ra thì cũng còn nhiều cái hương vị và những cái cà phê khác. Thì nhưng mà người ta vẫn là chuộng cái G7 hoặc là Nescafe hơn. Mẫu mã bao bì vẫn là gọi là như xưa, cái màu vàng. Vàng mà giống như là vàng vậy đó. Rồi nâu nâu vàng vàng. Một tách cà phê nóng. Y như là ngoài nhà hàng bán này đó, ngoài ngoài tiệm đó. Những hạt cà phê của Việt Nam. Cà phê Việt Nam thì rất là nổi tiếng rồi, được nhập khẩu đi khắp thế giới mà. Đằng sau thì có một số thành phần về sản phẩm như là đây là nói về công ty, rồi địa chỉ sản xuất, đó là công ty gì đây, cà Vina cà phê Biên Hòa, Bình An gì An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Cà phê Ban Mê Thuột. Ở đây người ta một số thành phần hóa học cũng có ở đây. Calcium, potash, iron, phần hóa học. Thường thì họ sử dụng là cái sữa trong đây, người ta sử dụng là sữa kiêng, sữa không béo đó. Có ghi đầy đủ thứ tiếng ở đây luôn, tiếng Pháp, tiếng Anh. Cà phê Vina cà phê là được lựa chọn từ những hạt cà phê nổi tiếng của Ban Mê Thuột. Hương vị béo và ngọt, đậm đặc cái mùi, đậm đà cái mùi, và cái vị thì chất lượng quá dữ. Vina cà phê Made in Việt Nam. Để một gói nữa. Thường để uống hai gói không à. Bây giờ cái thời đại 4.0 mạng xã hội nó ghê quá, nó cái sức mà gọi là nó phá hủy cộng đồng nó ghê quá. Cái
cái mặt trái của nó. Người ta là có cái mạng xã hội thì người ta có biết thêm nhiều thông tin, nhiều cái tin tức sự kiện để gọi là tạo lên một cái động cái xã hội, cái cộng đồng nó tốt hơn. Nhưng mà dần dần thì thấy nó có một cái gì đó nó đi sai cái hướng. Tại vì toàn là thấy lên mạng xã hội dùng để gọi là rủ rê lôi kéo và làm những cái chuyện phi pháp, những cái chuyện không có hay. Kỳ ta, hồi xưa thì thấy nó rất là khét, nó rất là nồng, nhưng mà bây giờ thì có vẻ như nó đỡ rồi. Không biết có phải là do cái công ty Vina Cà Phê này nó thay đổi cái công thức hay không, và cái chất lượng nó có phải nó thay đổi hay không, nhưng mà thấy nó không có như, không có còn như hồi xưa nữa. Không cảm thấy khép mà không cảm thấy nồng như hồi xưa nữa. Hay là do mình càng ngày càng lớn, càng già đi rồi thì nó cái gu nó thay đổi. Đây là sữa đặc có đường, không thể thiếu khi muốn cà phê Việt Nam. Sữa ông Thọ. Cho một chút xíu vô để cho nó gọi là đậm đà hơn á. Khuấy đều. Biết rồi, bây giờ lên mạng xã hội toàn là thấy gọi là chửi nhau rồi dìm nhau rồi gọi là bơi móc bóc phốt đủ kiểu. Ngồi mấy người không biết có gọi là có công ăn việc làm gì không mà cứ ngồi nghe quán cà phê xong mà cứ livestream rồi gọi là bàn chính trị rồi thời sự rồi kinh tế GDP đầu người. Còn què mẹ gì. Mẹ biết có thay đổi được gì không mà cứ bàn. Thế đó có phải chuyện của mình không? Cứ lên mà bàn thời sự. Xong rồi chửi, chê bai rồi chửi. Lắm cái vẹo. Cà phê này tự nhiên cái giờ cái thấy nó ngon hẳn ra. Nó không như hồi xưa thì uống nó chịu không nổi. Nó khét mà nó nồng lắm. Bây giờ thì khác. Bây giờ có vẻ như chịu. Hay do thay đổi nè.
xưa nó khác mà giờ thay đổi nó khác, công thức khác, vị nó không có còn nồng, không còn khét như xưa nữa. Hai năm già này. Ngon hơn rồi đó. Xưa có biết tới cái cà phê gì, cà phê Việt à, cà phê mặn dữ à, cái cà phê nó nghe nói cũng đắng mà cũng đồ cao lắm à. Rồi hả, người ta hay đồn hả, cà phê Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên nó đắng, nó đậm, ngồi uống cả ngày, ngồi hả cả buổi mới uống hết được ly cà phê, nghe thì gớm. Cũng vô Trung Nguyên ly gần uống rồi, nó được cái nó bán cà phê, cà phê cũng ngon, cũng ra dáng cà phê đấy. Cái gì mà tên, mấy cái tên gì sáng tạo cũng được. Trung Nguyên Lincoln Vina cà phê này là lấy nguồn nguyên liệu từ cà phê Ban gì Buôn Ma Thuột, cà phê Buôn Ma Thuột là nổi tiếng tới giờ. Vina cà phê Biên Hòa, cà phê Biên Hòa. Ngon rồi. Đến đây thì xin được phép tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.